Robotshop xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối và sử dụng tay cầm chơi game Gamser Z1. Đây là loại tay cầm bàn phím cơ mới nhất của Gamser. Chất lượng rất là sắc sảo. Tấm kim loại, nút space. Rất là dễ dàng vừa lòng bàn tay. Và thiết bị tích hợp thêm một cái giá đỡ tay để mình bấm rất là thoải mái. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với dòng iOS nên dùng cho iPad. Các bạn chú ý ở đây mình sẽ có những cái nút. Nút này là nút bật tắt, bật mở thiết bị. Đây, mình sẽ bật mở thiết bị. Rồi. Nút này tức là nút reset để mình sẽ dò Bluetooth. Ở đây mình lưu ý lúc này nó có hai cái chế độ, một chế độ là PC, một chế độ là của mobile, thì mình sẽ gạt qua chế độ mobile. Khi mình gạt qua thì cái đèn trên báo Bluetooth nó sẽ phát sáng. Và tiếp theo nữa là cái màu của bàn phím thì nó sẽ có. Đó, các bạn thấy không? Nút bấm rất là êm. Và âm thanh rất là cơ. Rồi. Khi mà mình bật chế độ Bluetooth lên thì lúc này mình sẽ vào chương trình Happy Chip. Mình sẽ vào hình biểu tượng tay cầm. Ok. Mình sẽ search Gamepad. Đây, Gamser Z1. Mình nhấn connect. Rồi. Như vậy thiết bị đã được kết nối và cái đèn báo trạng thái này nó sẽ tắt. Ok. Bước tiếp theo nữa thì rất là đơn giản. Mình chỉ cắm chuột vào. Đây, cắm chuột vào. Và mình sẽ mở game lên. Các lưu ý là khi mà kết nối vào á, biểu tượng này nếu mà nó không có màu xanh lá thì mình phải nhấp vào, mình chọn connect. Đây, nó màu xanh lá. Khi nó màu xanh lá rồi thì mình chọn phần setting này. Đây, nó sẽ lên những cái nút đây. Mình sẽ vào test. Các thấy không? Chuột di chuyển. Nút bấm. Ok, như vậy là chế độ bàn phím đã sẵn sàng. Thì lúc này mình có thể ra vào để thử game nhé. Ok. Các bạn lưu ý là những cái nút phím trên đây thì mình có thể gán tùy ý nha. Để gán thì các bạn vào biểu tượng Gamser ở đây, vào cái phần bánh răng này. Rồi, đây là những cái nút này mà có thể di chuyển được. Đó. Có thể di chuyển tất cả phím này được. Còn các bạn muốn thêm phím nào thì kéo cái dấu chấm hỏi này ra và gõ cái phím nó vô. Mình đang gõ số 5 mà nó báo là lúc này đã sử dụng rồi. Thì giờ mình có thể thử một cái nút khác, G4. Đây. Đó, mình có thể gán bất kỳ vị trí nào. Có thể G4 ở đây chẳng hạn. Rồi, đây mình bấm G4. Đó là phần setting này. Đây là cách sử dụng. Còn về tiếp theo là mình sẽ chỉnh về độ nhạy của chuột. Ví dụ như cái độ nhạy chuột này bạn thấy nó chưa có vừa ý, mình muốn chỉnh lại. Ok, nếu muốn chỉnh lại thì mình sẽ kích vào biểu tượng của Gamser. Đây, biểu tượng Gamser này. Chọn setting. Bạn lưu ý là cái này mình sẽ chọn vào nút R nha. Cho này nó to lên nha. À không, xin lỗi. Biểu tượng của chuột á, mình sẽ chỉnh vào cái từ hồng tâm này. Đây là cái độ lớn nhỏ của cái hồng tâm. Và đây nè, chỗ này chính là độ nhảy của chuột này.
nè, bạn có thể tăng giảm nó lại cho nó thế như thế nào bạn thấy cho nó hợp lý. Rồi bạn confirm ha, sau đó nhấn x. Thì bạn có thấy là tốc độ chuột nó đã có thay đổi rồi. À, các bạn thấy không? Một điều lưu ý nữa là khi khi mà các bạn đang chơi á, mà nó hiện lên một cái con trỏ màu vàng như vậy, trường hợp này thì mình thấy rất là nhiều bạn hỏi shop làm sao tắt cái con trỏ này. Ở đây khi mà do con trỏ này thì mình không có điều khiển được gì hết. Thì rất đơn giản bạn, đây là con chuột của mình, đây là cái nút nút cuộn ha, thì bạn cứ việc là kích vào nút cuộn này. Em thấy không? Đây, con trỏ này. Kích vào là tắt, kích vào là hiện. Rồi, khi bạn kích vào lần nữa, kích vào đây. Đó, thì khi nó tắt rồi thì chế độ chuột mình đã sử dụng được. Rồi, một cái tiếp theo nữa là có một số bạn là có thể là lỡ sơ ý mình tùy chỉnh những cái nút này. Nó di chuyển một cách nói chung là loạn xạ ngầu hết, thì bây giờ có cách nào để mình phục hồi lại trạng thái ban đầu hay không? Thì có một cách để mình phục hồi, để mình sẽ chỉ các bạn nha. Các bạn vào biểu tượng game show ha, các bạn vào chỗ import config đây, bạn vào là optical config đây, bạn đợi một lúc. Thì đây là những cái trạng thái mặc định. Mình thấy đây nó có ba cái trạng thái, nhưng mà mình thấy cái trạng thái thường là thái đầu tiên. Đó, bạn thấy không? Nó đã phục hồi lại cái trạng thái đầu tiên, trạng thái lúc lúc mà mặc định của hệ thống. Thì mình thấy trạng thái này là khá là ok rồi. Thì nếu mà ok thì bạn có thể là use now. Rồi, như vậy mình đã phục hồi lại trạng thái ban đầu. Ok. Đó, như vậy là mình có thể là gán chỉnh tốc độ chuột và phục hồi lại trạng thái phím bấm ban đầu. Rồi, tiếp theo nữa, khi mà mình không sử dụng nữa thì mình có thể là tắt tắt nút này. Còn ở chỗ này thì nó báo trạng thái pin, ở đây là trạng thái 100%, đây là khoảng 75, 50, 25. Thì một lần sạc như vậy á, thì mình xài cũng khoảng được 5 đến 6 tiếng liên tục. Các bạn lưu ý là khi mà pin nó sắp hết thì cái tay mình nó sẽ chớp chớp đèn và mình có thể mình bấm nó sẽ không có ăn nữa, không có chính xác nữa. Thì những cái trường hợp như vậy thì mình nên là sạc pin thiết bị. Đối với tay cầm này thì mình có thể vừa sạc vừa chơi nha các bạn, nhưng mà nên hạn chế vấn đề này, có thể làm chai pin của thiết bị. Rồi shop xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.